một gã dẫn chương trình đầy hoa giả trong tình ái. Kể từ khi nhỏ bộ ngực và cặp mông của các bạn. Một nhà sản xuất tiếng nhắc luôn săn lùng người đàn ông hoàn hảo. Chúc tôi giới. Chúc tôi giới. Họ trở thành cộng sự. Một chuỗi những rắc rối buồn vui lẫn lộn. Nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đón xem Thật sao? Chuyên gia tình yêu phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012.